Ăn đó mà mỗi bỏ người nó nó được 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 con lấy đứa này chắc là hám nó đi Tây về nó có của chứ có khối đi. của mình tiêu chứ hám gì của bà không nhỉ. Về thì mẹ nó về em hay là anh nó giữ cho làm gì được hám gì. Mà Hình như nó còn hơn tuổi ấy. con cũng không rõ đâu, Vợ hai này này còn hơn luôn tuổi hay sao ấy. con không rõ cái đấy thì các cụ biết thôi. Uống nước đi cháu. Dạ vâng, bà uống nước đi ạ. Bà đi về đây. Bà về ạ? À? Ừ, bà đi về. Bà về nhá. Ừ. Vâng. Con về con bảo mẹ con cho ạ. À? Ừ. Vâng. Để này không sợ nó lấy trộm à? Dạ không ạ. Có ai người ta ăn trộm đâu. Giờ làm gì còn ăn trộm đâu. Vâng. Bà về nhá. À. Cái chỗ này là của nhà Ngọc hay là của nhà này? Một bên của nhà ông Hòa, một bên của nhà chú Ngọc. À, đến cái chỗ này. Đến cái cột này. Đến cái cột này là bên nhà Ngọc, bên nhà bên này nhà là nhà ông Hòa. Ừ. À, bên này là nhà chú Ngọc. Ừ. Đất này